Quảng Nam ưu tiên tiêm vaccine cho nhiều doanh nghiệp, Chủ tịch tỉnh nói gì? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng trước việc ngành y tế địa phương tiêm vaccine COVID-19 cho nhiều doanh nghiệp, khiến dư luận xôn xao. Sáng 1 tháng 8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Thanh yêu cầu hai đơn vị này hãy giải trình về việc lập danh mục ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho một số doanh nghiệp không phù hợp. Theo ông Thanh, căn cứ các văn bản của Trung ương và của tỉnh, ngày 27 tháng 7 vừa qua, Sở Y tế ban hành văn bản 1893 sit chỉ đạo triển khai tiêm vaccine và ban hành kế hoạch 504 KHKSBT ngày 28 tháng 7, trong đó lập danh sách các đơn vị có đối tượng ưu tiên tiêm đợt 3 vào hai ngày 29 và 30 tháng 7. Đáng chú ý, trong danh sách này có hai doanh nghiệp bất động sản. Theo giải trình của Sở Y tế, đây là các doanh nghiệp có số người đang thi công trên công trường hoặc đi giao dịch thường xuyên với khách hàng có nguy cơ nhiễm và lây bệnh. Số liều tiêm cho hai doanh nghiệp này không nhiều, thực tế là tiêm 40 liều. Qua phân tích thì việc đánh giá tính chất làm việc của các nhân viên này để xếp vào nhóm có nguy cơ nhiễm và lây bệnh là có phần đúng, tuy nhiên chưa bức thiết phải xếp vào nhóm ưu tiên tiêm đợt này. Tôi đã đề nghị ban giám đốc Sở Y tế làm kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm để sáng thứ hai kiểm điểm trước Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Thành nói Hai hôm nay trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền thông tin về buổi tiêm vaccine COVID-19 tại nhà đa năng trường cao đẳng y tế Quảng Nam. Buổi tiêm này đã tiêm cho nhiều nhân viên của một doanh nghiệp bất động sản. Ngay lập tức, dư luận bày tỏ thắc mắc liệu tỉnh có ưu ái tiêm vaccine COVID-19 cho các doanh nghiệp bất động sản này và một số doanh nghiệp khác hay không. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 27 tháng 7, CDC Quảng Nam thông báo về lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trong đợt 3 năm 2021. Thời gian tiêm trong hai ngày 29, 30 tháng 7 và tại nhà đa năng trường cao đẳng y tế Quảng Nam. Đính kèm thông báo này là danh sách 78 đơn vị với số lượng 2.627 người được tiêm, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng và thủy điện.